vận chuyển 2 kg ma túy, lĩnh án tử hình. Ngày 25 tháng 4, Tòa án Nhân dân Kon Tum mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Ngọc Vinh, sinh năm 1992, Trần Long Vũ, sinh năm 2003, cùng trú tại thành phố Kon Tum, về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, tháng 12 năm 2021, Vinh đã nhận vận chuyển thuê ma túy cho người đàn ông không rõ nhân thân lai lịch. Cụ thể, Vinh phải đem 880 triệu đồng đến huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum để đổi 2 kg ma túy và đem về thành phố Kon Tum giao, nhận lại 980 triệu đồng. Tuy nhiên, do mới quen, chưa tin tưởng, người thuê không đưa tiền để Vinh mua ma túy. Đến khoảng 16 giờ ngày 23 tháng 12 năm 2021, Vinh rủ Vũ đến lô cao su gần cầu Đắc Mốt, huyện Ngọc Hồi để giao dịch ma túy với người đàn ông không rõ lai lịch. Trong số tiền Vinh đưa chỉ có 900.000 đồng là tiền thật, còn lại là tiền giả. Sau khi nhận được 2 kg ma túy, Vũ điều khiển xe chở Vinh quay về thành phố Kon Tum. Đến khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, khi đi đến phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, Vinh và Vũ bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Khám xét trên người Vinh, cơ quan phát hiện ngoài 2 kg ma túy loại methamphetamine còn có một khẩu súng và 5 viên đạn. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Vinh mua gần 2 kg ma túy nhằm mục đích vận chuyển để lấy tiền công là 100 triệu đồng, nhưng chưa nhận tiền công. Còn bị cáo Vũ biết rõ việc Vinh đi mua ma túy để vận chuyển, nhưng vẫn nhận chở Vinh để nhận 2 triệu đồng tiền công từ Vinh. Cả hai đã phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối với hành vi dùng tiền âm phủ để mua ma túy của bị cáo Vinh, qua lời khai duy nhất của Vinh, hiện tại chưa đủ căn cứ để xác định hành vi lừa đảo. Nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kon Tum tiếp tục điều tra xử lý sau. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Ngọc Vinh mức án tử hình và Trần Long Vũ 20 năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Văn Hà, công lý.